Chào anh em nha. Sáng nay thì em chuẩn bị rã con xe này để giao đồ cho anh em. Nói chung con xe này dàn ngoài anh em cũng chốt mớ rồi, chưa anh em rã máy luôn nha anh em. Chừng nào rã ra em có quy mô thêm một video nữa, nằm mình gọi nó là phần 2 thì MTE 2000 nè. Đó. Thì sáng nay em còn một số phụ tùng và đồ thanh lý của khách còn nhiêu đây, thì em cũng xin thanh lý cho nó hết cho khách cho rồi ha anh em, đang dọn cho khách đó. Và bên đây là phần bên cái khúc giữa này, quanh đây là đồ của em. Thì video này đồ giá rẻ anh em ơi. Anh em cho em thanh lý, xin phép anh em thanh lý cho nó bớt chạy ngoài đó các bạn chơi đi nhau rồi. Bữa nay em rã con này em chỉnh 4 triệu rã con nữa coi. Quá trời. Đang thiếu đồ máy quá trời, anh em hỏi quá trời hỏi. Rồi không có làm mất thời gian của anh em nữa. Video này thì em xin phổ biến lại thông tin cái để anh em mình nắm. Số 102/15, đường Đồng Ngọc Sứ, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, 0865 890 158, số em ha. Anh em mua hàng bên em xin lâu quá em không nhắc ha, lâu hàng mua hàng bên em chỉ quản giúp em nha. Rồi, em vào chi tiết luôn nha. Đây em có một cây đèn lái Fuji 1. Còn đẹp, không bị nứt và nứt vỡ gì hết ha. Vậy anh em mình tự vệ sinh. Giao đồ ăn Hiếu ơi. Tự vệ sinh, tự bô lia lại giùm em. Em muốn có thời gian làm. Hai cái đầu thun mà không có bị răng nứt gì, còn đẹp nè. Đó. Vậy anh em mình tự vệ sinh dây dắt đi hết. Rồi, đèn lái Fuji 1 này bán anh em giá là 150.000. Cái video này không có món nào mà qua 1 triệu hết trơn. Không có món nào mà qua video này, không có món nào mà qua 700.000 hết trơn á. Dưới 700.000 hết. Tiếp, thanh lý đồ dùng cho khách, cặp gác chân dài, hàng Thái mới. Này của khách nha. Ốc tán thun con bách sắt đầy đủ, 600.000. Có thun luôn, thun xéo. Bách sắt đầy đủ ha, rồi gớt ốc rồi. Cáp L1D là hàng Thái mới anh em. Cặp này giờ anh em mua cái hai cái bán nhôm không á, chưa có bách sắt, chưa có thun con ốc gì á, là 600-650 á. Giá thị trường rồi, đồ Thái mới mà nó có giá hết trơn. Mới tin nè, về anh em mình vệ sinh lại tay em dính nhớt bóc bây giờ. Ốc này thì toàn ốc Alpha không nghe anh em, ốc Alpha hãng mình đó. Nó lọt ra đó. 2D 600. Tiếp. Cái cản quay ZX hãng. Cản này bán 200. Thanh lý dùm cho khách thôi, mới tin mà. Chứ em ở đây em cũng ba cái đồ này em cũng đâu có mặn màu gì đâu anh em. Em trả đồ theo xe không mà, đâu có bán ba cái đồ mới. 200. Còn đẹp, về anh em mình gắn xài luôn. Vô xe chung chung được. Dây dầu với lại con heo Fuji 1 bán cho anh em, bây giờ anh em cầm tiền mua cộng dây dầu với bát kẹp dây dầu này là cũng 500.000 rồi, không có rẻ ha. Hàng Thái mới cộng dây dầu giá 600-700.000, bát kẹp dây dầu giá 200-300 nữa là 800-900 rồi. Con heo Fuji 1 giờ cầm tiền mua rẻ gì rẻ cũng phải 500.000, ra 1 triệu mấy. Bán dây dầu với con heo luôn, bán cho anh em dưới giá là 700.000 con heo dây dầu luôn nha, 700. Anh em về gắn quay Thái 110, quay dít ít gì đó tùy anh em. Nhưng mà anh em dọn quay 110 hợp lý hơn. Tại vì con heo này là con heo không chữ, giống như quay Thái 110, khu 1 đời đầu á. Đời 2000 nè. 0B21 mà cộng dây dầu đóng đá 99. Con heo này con heo cuối kiểu như dạng cuối 99 đó nè, đóng đá 99 nè, tháng 2 năm 99 nè. Này anh em về vệ sinh thay bố thay biết đồ lại nha. Dây dầu còn ok nha anh em. Dây dầu đóng đá 99 đó, bắt kẹp dây dầu đầy đủ luôn đó, 700. Này mình bán dùm cho khách thôi anh em. Tiếp theo nữa là ba món cần thắng, cần số giò đạp trên xe khách. Cần giò đạp này nó hơi lỏng cơ nha anh em, mã 1K cần thắng 2000 gai còn đẹp nè. Mà có một cái si, cái cộng si nó không có đẹp rồi anh em ơi. Cộng si này nó bị rơm si lên hết trơn rồi. Này anh em vô xe cỏ ngay thẳng không công quên ha. Đấy rồi. Cứ cần rồi còn ok quá trời luôn. Máy cộng nó đi bụi rồi. Theo xe 2000. Cần số này cần số của quay Alpha nha, chứ không phải quay Thái nha. Nào em nói trước rõ ràng ha, 3 món 300, luôn đủ thắng luôn nha anh em. Đó. Cặp cầm công tắc mà bữa hổm em kêu giá 250.000 nè. Anh em mua hàng bên em chuyển khoản chứ ai cũng như ai nha anh em, mong anh em thông cảm cho em. Đó. Đó, em bán 250.000.
em cần gì liên hệ em. Bữa hổm cái gác chân dài này bữa hổm nhiều người hỏi lắm nè, có một anh trai chốt xong xuôi ảnh báo qua ngày sau chuyển khoản xong xuôi em điện lại cho ảnh, thì anh nói thôi em ship code đi, em không có ship code ha, ở đây em không ship code anh em thông cảm nha. Nào em nói trước luôn cho nó rõ. Được, anh em cứ alo em, số em 0865890158, số có Zalo có Facebook đó. Zalo nó đầy danh sách mà anh em nào mà kết bạn mà không được anh em cứ nhắn chữ ok qua ha, rồi anh em nhắn ừ anh cần mua món đó gì đó, hậu ơi cưng coi báo giá cho anh hay như thế nào đó thì cứ nhắn em ha. Ở đây khi em thấy tin nhắn là em trả lời cho anh em ngay, điện thoại em cầm suốt 24/24 đó. Có bên đây nè, nó nói cái gì nè thì về anh em mình thay sợi dây này với cái nút, dây này cái nút có bán này anh pha lóc đen ha. Còn bên đây quay 110.99 nè, 250.000 rẻ nha. Bên đây không là đủ tiền này ha anh em, không có đứt nói nha đó. Anh em đang xài như rin, 250.000. Rồi tiếp theo nữa là cái còn một món của khách nữa là cây chẳng ba phu một này là trên xe là ngay thẳng không cong bên không bầm cổ, 300.000 anh em, bao nặng anh em vô quay nhỏ chạy bao đầm vài trăm không à, để em bán thanh lý cho nó hết ba cái đống đồ này, sắp tới em còn về đồ nữa đó, em về đồ nữa để mà có chỗ mà chứa chứ đầy nhóc không có chỗ chứa luôn. Mã 18 nha, chén không lỏng nha, nói chung bao anh em lên xe là xài liền. 300 phu một ha, anh em gắn được tất cả các dòng quay nhỏ kể cả quay thái 110, quay pha lóc trắng lóc đen anh pha cộng, quay anh quay thái 100 liên danh lóc trắng chữ công gì vô hết, phu một vô luôn đó. Nặng ha, hai cái búa này nè, hai cái đồ mà nói chung là hai cái càng hai bên này nè là bề bản nó lớn hơn quay 110 ha, nặng hơn quay 110 ha đó, bề mặt tiếp xúc phuộc nhiều hơn quay 110. Rồi tiếp xúc ti phuộc á, ủa không ngủ luôn hả. Tiếp nha anh em, đây em còn cộng điện sườn quay thái 110 rồi, cộng này nãy khách chốt rồi, cũng là khách chốt rồi nãy ra, nãy mới quay cho khách chốt rồi, cái nào khách chốt rồi ra khách chốt không có bán, quay bán cộng khác nó dễ. Mồi một cái nắp nồi quay thái 110 sơn zin 6 nhất, nắp nồi này sơn zin 6 ha, chỉ có một cái là phôi nó không có nứt vỡ, không có bị mất thịt gì hết. Anh em mua về sơn lại 150.000. Nắp này em còn nhiều nè. Anh em nào lấy nếu mà lấy xô hen lấy một lần 5-7 cái rồi liên hệ em bán cho anh em giá một cái 100.000. Còn mua lẻ một cái là 150.000. Thanh lý cho nó bớt ba cái đồ này coi nó chật cái kệ em quá rồi, đã nhà nhỏ rồi. KV THM chiều 3 đúng quay 110 nha anh em. Dày dặn xe Trung Quốc vô ok. Rẻ 150.000. Mua nhiều em từ 3 cái cho lên em tính một cái là 100.000. Em hiện tại em còn 6-7 cái á, 5-6 cái chứ, ừ 5-6 cái. Bán cho nó hết cho nó rồi, bán cái nắp quỷ nè. Tiếp ha anh em. Một cây gác máy 2 tầng quay 110, cây gác máy 2 tầng này mặt tiền rửa ra xinh zin đẹp nè. Thấy nó dơ dơ gì đó. Anh em về tự rửa không có thời gian rồi anh em ơi. Ngay thẳng không cong vênh nha, bao anh em là không cong vênh nha. Ốc tán là rin hết nha, không có lô nha. Đó. Ốc tán rin hết không có lô ha. Vậy anh em mình vệ sinh lại xài. 400. Cái học bình tem rin đẹp nè, học bình này bán giá 200 ha, tem rin đẹp thì 200 anh em, tem rin đẹp nha, tem rin theo xe vậy anh em vệ sinh đánh bóng lại không có lỗi ha, kẹp 6 ly đầy đủ anh em ha. Quay 110 theo xe có miếng tem nhìn cũng hay hay, Moe quay thái 110 không lỗi lầm, về gắn là xài. Anh em lưu ý em bán Moe cho anh em là em không bao lọc gió bên trong sử dụng được nha. Còn anh em nào muốn bao thì em muốn thay thì tự thay, em không có bao. Tại vì 20 mấy năm rồi, lọc gió thì nó dính bụi, lọc gió là với lại lọc xăng là cái mình thay định kỳ nha anh em. Anh em phải thay mới được, thay chạy mới nhẹ. Em bán là em bao cho anh em nè, chấu này là chấu ống hơi máy lên là không gãy ha. Ống xá xị không gãy, đó những cái cửa này là không gãy gì ha. Em bán 300.000, bue 300.000, quay 110 thái, đây. KFLF3 17213231 KFL8500 đúng quay thái 110 300. Cặt tên anh em lấy phôi về sơn lại ngon nè. Hai tem riêng còn, mà tem trên cái khúc đuôi này nó có mất tem xíu ha. Cặt tên này bên trong nó có xịt sơn dặm nha anh em. Bên ngoài này sơn riêng mà xấu, nói chung là xấu, phôi đẹp không một lũng. 300.000 về sơn lại, không có món nào qua 700 ở trên video này ha.
bán thanh lý giá rẻ về cho anh em mình xử lý đồ sơn si đồ lại, mình phục dựng rồi lại. Tem dưới rim theo xe nè, đẹp nè, tem trên cũng rim nữa mà mất khúc đuôi đó, không một lũng nha, bao anh em là không một lũng, không cắn mớp đó. Ở đây trong mang cá này có hơi yếu chỗ này xíu nha đó, 300.000 giá rẻ, giờ anh em mình bỏ đi sơn lại, dọn xe gì đó tùy anh em. Rồi ở đây em có một củ đề quay thái 110. Củ đề này tình trạng là đang trên xe xài bình thường anh em. Củ đề này có thay than vô mỡ hay gì rồi. Bữa hổm là lúc mà em rã máy là em có test á, có test bình cho anh em á. Rồi 500 luôn, dây củ đề đầy đủ. Hiếu ơi. Còn cái bình nào không vậy? Nè, cầm củ đề test giùm tao cái ơi, cho anh ta yên tâm ơi. Lấy cái bình test củ đề cái. Trong thời gian em mình lấy cái bình test củ đề em quay bộ số ha. Bộ số này bán là cốt đạp cốt số hết báo số rồi, báo số bị lỗi em không có bán cho anh em được. Test bình test củ đề luôn đi. Mạnh quá vậy. Rồi test cho nó coi. Rồi, đang quay bình thường anh em, về xài vô tư, đúng quay 110. Tem rin không đẹp ha, có tróc nhẹ nha. Mình mẩy này về anh em tự xử tự rửa, em không có thời gian đâu. Rồi, nó bị dính nhớt, anh em bỏ chung cái thùng đồ máy ha. Củ đề này đời 99. 977N nè. Rồi, anh em về tự xử 500. Còn bộ số này em bán cho anh em như vậy nè, giá rẻ thôi. Bộ này em bán cho anh em giá là 600.000. Ừ. Không phải bán giá rẻ mà đồ xấu nha. Em bao anh em là số không hú, đồ khá là đẹp á, tại vì em muốn bán nhanh để em thanh lý ba cái đồ cho nó bớt đầy nhà quá rồi. Bao hú cho anh em đàng hoàng, số 2, số 4 khá là ok luôn á. Nè, số 2 có sần nhẹ nè. Có sần nhẹ ở đuôi chút xíu. Bộ này em bán cho anh em 500 luôn cho nó lẹ. Nó sần nhẹ đuôi số 2 xíu ha, hai răng. Còn số 4 là ok luôn nha anh em. Đó, bao hú, cốt tải đẹp. Rẻ như cho rồi anh em ơi. Cốt tải đẹp nè, thấy không? Đó. Rồi, bộ này bán cho anh em thầy thợ 500.000 về sanh sửa được đó. Số này là về sanh sửa được đó. Giá này mà kêu em bớt nó là em chịu thua nha mấy anh. Không có bớt được nữa đâu nha. Giá quay video, những cái video thanh lý đồ này quay sao là bán vậy nha. Ừ. Cốt đạp cốt số đầy đủ. Rồi 500. Rồi video kết thúc cho nó lẹ nhanh gọn, rồi bắt đầu nhảy vô rã xe. Rồi chưa đi, em thanh lý cho anh em thêm một lô nữa. Thanh lý cho anh em thêm một video nữa ha, cho nó gọn cái kệ em coi. Mấy ngày nữa hàng về rồi. Chắc ngày mai hoặc ngày mốt có hàng về nữa rồi, đầy nhà nữa rồi. Vậy nha anh em, chào anh em nha.